Em xin chào ở nhà nhá. Xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Sau Nhật 87 Lăng Hà Hà Nội. Hôm nay em lại lên cho các bác một siêu phẩm nữa. Con này nó là hãng Hitachi, tủ màu đen. Bên em về là rất ít mẫu cái mẫu tủ mặt kính đen như này. Nó là tủ mặt kính nha các bác. Kính gương cường lực, hàng Nhật nội địa, điện 100V, hàng này sản xuất tại Nhật 100%. Hàng bảo hành 15 tháng. Hàng zin nguyên bản 100%. Đây em quay tất cả hông sườn vách cho các bác xem, hàng đều zin nguyên bản 100%. Thì anh chị em nào đang quan tâm đến mẫu tủ lạnh mà dùng cho gia đình từ 3 đến 10 người thì alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0937445330. Em sẽ tư vấn và gửi ảnh cho. Thế là bác nào ở Hà Nội thì có thể qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C, ngõ 87 Lăng Hạ, Hà Nội xem hàng. Bên em luôn luôn mở cửa 24/24 giờ. Đây em sẽ đi vào cái nội thất bên trong. Cái hình thức bên ngoài thì các bác xem thực tế nó khá là đẹp, nó gần như là hàng mới. Những hàng này bọn em đã tuyển chọn rất kỹ từ Nhật về, nên là cái chất lượng hàng thì các bác yên tâm ạ. Đây. Hàng này thì các bác nhìn cái chất hàng của nó, các bác nhìn nó trắng tinh luôn. Cái nội thất của nó là gần như là mới này, các bác nhìn đây, hay meca nhất, gần như là dùng rất ít luôn, không bị xước. Các cái điểm cái chữ platinum này, cái ngăn chân không này nhìn gần như là chưa sử dụng. Đây, các bác nhìn cái đồ nội thất nó này. Đấy. Đây là cái ngăn chân không nha các bác. Cái ngăn chân không này thì các bác dùng để các cái đồ như là thịt cá, hải sản. Nó vừa là ngăn hút chân không kèm đông mềm. Đây là cái khay bình nước này, bình nước làm nó rơi, các bác cho nước vào đây thì đá tự động nó sẽ. Em test đá nó khá là ok rồi. Các bác yên tâm về cái chất lượng hàng bên em đã test rất kỹ thì em mới quay video ạ. Cái ngăn cấp đông phụ này nhá, cấp đông phụ này thì các bác để các cái đồ kem sữa chua, thạch rau câu. Cái ngăn mát trên này thì các bác để các cái đồ như là hoa quả sữa, đồ khô và các chai lọ nhỏ các bác để ở cánh này, khá là thuận tiện. Đây là khay trứng, hay để trứng. Các bác nào mà đang quan tâm đến mẫu tủ lạnh nào thì có thể là qua trực tiếp bên em, hoặc là điện tư vấn, điện cho em qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo em tư vấn thêm ạ. Đây là cái ngăn cấp đông chính. Ngăn cấp đông chính thì các bác để các cái đồ như là cá, hải sản, bia, rượu. Đây. Thì mình sẽ để ăn trong vòng nhiều tháng. Các bác để nhìn cái đồ là khay ước của nó còn khá là đẹp không? Rất trắng tinh luôn. Còn ngăn cuối cùng này là ngăn rau củ. Cái câu củ này các bác để các cái đồ như là đồ khô, chai lọ nhỏ, rau củ quả các kiểu ạ. Hàng khá là đẹp. Thì anh chị em nào đi mua các mặt hàng bên em rồi thì các bác biết là hàng bên em mua về là em tuyển chọn rất kỹ, hàng zin nguyên bản 100%, hàng không qua sửa chữa, hàng bọn em nhập về như nào thì bên kia thì em bán như thế. Các bác nhìn thấy cái chất bên ngoài em quay thêm một hai lần nữa, các bác nào quan tâm thì có thể là qua xem trực tiếp. Bên em còn rất nhiều các sản phẩm khác như là tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lọc không khí, nồi cơm, phím menu của nó thì khá là dễ sử dụng luôn. Đây, cảm ứng khá là mượt mà. Anh chị em nào mà bên em đều có hướng dẫn bằng tiếng Việt nhé, nên là các bác khi mua hàng thì em yên tâm về sử dụng thì đều có là bản hướng dẫn bằng tiếng Việt cả. Đây, em sẽ đi qua vào cái thông số bên trong một chút. Cái con này của nó là tủ 550 lít, rộng là 685, sâu 70, cao 1m82, sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện một năm là 283W, công suất tiêu thụ điện hàng ngày là 100W, sản xuất 2018 và dành riêng thị trường Nhật. Tủ Invector công nghệ ga 600 là ga đời mới nhất bây giờ, và con này nặng 120 cân. Thì anh chị nào mà quan tâm đến mẫu tủ lạnh Nhật, tủ lạnh 5 ngăn 6 cánh của Hitachi là cái thương hiệu về số 1 về tủ lạnh Nhật rồi, thì các bác có thể là alo trực tiếp cho em hoặc qua xem tại địa chỉ là số nhà 68C, ngõ 87 Lăng Hạ, Hà Nội xem hàng ạ. Nên em luôn luôn mở cửa để phục vụ khách hàng, các bác yên tâm về cái chất lượng. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ạ.